Vào năm 1916, ngay giữa chiến tranh thế giới thứ nhất, có một người lính Anh đang thu mình trong chiến hào, thỉnh thoảng nhìn lên trên. Anh ấy có nhiệm vụ theo dõi, nhưng khó có thể thấy thứ gì trong bóng tối bao trên khu vực giữa trận tuyến. Nhưng sau đó, anh ta phát hiện ra điều gì đó. Một cái gì đó rất lớn. Đó là một hình bóng mờ, chỉ cách đó khoảng 6 mét và có vẻ như nó đang đào bới trong bùn. Trời quá tối, nên anh ta không biết mình đang nhìn thấy cái gì. Vì vậy, người lính bắn pháo sáng lên trời, thắp sáng chiến trường bằng ánh sáng đỏ mờ ảo. Giờ đây, anh ấy có thể nhìn thấy nó rõ ràng và dường như nó là một thứ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Một con quái vật to lớn, đáng sợ, đang nhặt những cái xác ra khỏi bùn. Người lính chỉ có thể nhìn chằm chằm, cứng người bởi những gì anh ta nhìn thấy. Thì sinh vật đột nhiên quay lại nhìn anh ta và cười. Xin chào, tôi là tiến sĩ Bob. Và đây là SCP-3456, còn được gọi là Kỵ sĩ Yorkadian. SCP-3456 là tên gọi được đặt cho một nhóm thực thể bốn chân. Số lượng chính xác tồn tại là không xác định. Những thực thể này trông giống như ngựa, mặc dù có một số khác biệt rõ rệt. SCP-3456 không có lông và lớp da dày của chúng trong mờ để lộ lớp mỡ và cơ bên dưới. Chúng có 3 móng guốc và kỳ lạ nhất là chúng có một hoặc nhiều phần thân dạng người dính liền với trên lưng của nó. Mỗi phần thân đều có một đôi tay và một cái đầu, nhưng không có chân. Phần thân dường như gắn trực tiếp vào phần sau của cơ thể giống ngựa của sinh vật. Cánh tay dài hơn nhiều so với cánh tay của con người, với sải tay dài gấp đôi chiều cao của thực thể. Các cái tay dài đến mức chúng thường kéo lê dọc theo mặt đất khi sinh vật di chuyển. Ở mỗi cánh tay này là 5 chiếc xương sắc nhọn nhô ra khỏi vị trí vốn dành cho các ngón tay. Ở hầu hết các cá thể, thay vì mũi, SCP-3456 sẽ có một lỗ ở giữa mặt, có thể tạo ra một tiếng kêu thét lớn như động cơ phản lực. Các cá thể SCP-3456 có kích thước khác nhau, với kích thước lớn nhất được ghi nhận là cao 30m và dài 15m. Cơ thể của chúng cũng có vẻ như khá đàn hồi và hoàn toàn bất khả xâm phạm bởi các loại vũ khí thông thường. Các sinh vật dị thường thể hiện trí thông minh và khả năng thích ứng cao. Chúng sử dụng các chiến thuật phức tạp như chuẩn bị các cuộc phục kích thông qua việc phá hủy tài sản và sử dụng chiến thuật tâm lý để dụ mục tiêu vào bẫy. Điều này đã khiến cho nhiều người tại tổ chức tin rằng SCP-3456 là sinh vật có trí tuệ bậc cao. Bất kỳ sự quan sát trực tiếp nào đối với một cá thể SCP-3456 sẽ khiến thực thể nhận biết được có người quan sát nó. Tại thời điểm đó, nó sẽ thể hiện điều này bằng cách quay sang chính xác hướng của người quan sát. Một khi cá thể SCP-3456 phát hiện ra người quan sát, nó sẽ thực hiện hành vi săn mồi, rình rập và truy đuổi họ đến rất xa vị trí xuất hiện ban đầu, đồng thời che giấu bản thân bằng ngụy trang khi đuổi theo mục tiêu. SCP-3456 sẽ lặp đi lặp lại hành vi này, cố ý để những người quan sát nhìn thấy mình nhiều lần khi đi săn lùng và hạ gục từng con mồi, cho đến khi bắt được một số lượng lớn các cá thể và đột nhiên tan biến. Hiện tại vẫn chưa biết SCP-3456 đưa nạn nhân của nó đi đâu, hoặc điều gì xảy ra với họ sau khi nó tan biến, cũng như không biết có bao nhiêu nạn nhân mà 3456 cần bắt đi để nó được thỏa mãn và biến mất, vì số lượng nạn nhân bị bắt đi thay đổi giữa các trường hợp. Hiện tại vẫn chưa hiểu lý do tại sao, nhưng SCP-3456 có vẻ như không muốn hoặc không thể băng qua các vùng nước ngọt, đi đến phía bên kia của nguồn nước ngọt như sông, hồ hoặc thậm chí một con suối là cách duy nhất được biết đến để thoát khỏi nó khi bắt đầu cuộc truy đuổi. Các cá thể của SCP-3456 thường xuất hiện gần các địa điểm mà con người phải chịu nhiều đau khổ, chẳng hạn như chiến trường, thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo. Và đã có rất nhiều báo cáo là nhìn thấy 3456 tại các sự kiện lịch sử trong suốt thế kỷ thứ 19, thứ 20 và 21, với nhiều cá thể xuất hiện đồng thời tại cùng một sự kiện. Một báo cáo của tổ chức có ghi chép về một cá thể SCP-3456 xuất hiện trong chiến tranh thế giới tại trận Somme. Tin đồn lan truyền trong quân đội Anh ở chiến hào về sự xuất hiện của một sinh vật thần thoại mà nhiều người tin rằng chính là Nokanavi, một con quỷ giống ngựa có nguồn gốc từ thần thoại Orcadian. Giống như nhiều SCP khác, câu chuyện dân gian cổ đại này hóa ra có nguồn gốc rất thực. Một lính bộ binh người Anh, Dave Hacken, đã lưu giữ một cuốn nhật ký mô tả những dấu móng guốc khổng lồ xuất hiện trong bùn chiến trường và những người lính biến mất trong những hoàn cảnh bí ẩn, dường như bị giết bởi những lực lượng thậm chí còn đáng sợ hơn những gì xảy ra ở cuộc chiến. Hacken mô tả một người lính đang bắn vào những người lính Đức đang tiến lên, thì bùn dưới chân anh ta bắt đầu sôi lên. Trước khi mọi người kịp phản ứng, bùn đất bay khắp nơi và mọi người đều bị hất tung. Người lính đã biến mất và thậm chí còn không có một mảnh thi thể nào được tìm thấy. Hacken chắc chắn rằng anh ta đã nhìn thấy những phần xương nhô lên khỏi lớp bùn bên dưới người lính ngay trước khi anh ta biến mất. Không lâu sau, Hacken phát hiện kỵ sĩ Orcadian trên chiến trường
và nó cũng đã phát hiện ra Hacken. Anh ấy quan sát SCP-456 kéo các thi thể ra khỏi bùn và đưa vào bóng tối. Anh ta đã bắn vài phát vào thực thể bằng khẩu súng trường của mình, nhưng những viên đạn không có tác dụng. Ngày tháng trôi qua, kẻ nửa người, nửa ngựa vẫn tiếp tục xuất hiện đêm này qua đêm khác, luôn làm điều tương tự, nhặt những người lính bị thương ra khỏi trận địa và đưa họ vào bóng tối. Nó vẫn luôn quay lại nhìn Hacken, dường như đang chế nhạo anh ta hoặc mời anh ta thử đuổi theo nó. Ngay sau đó, nhiều SCP-456 xuất hiện, nhiều thực thể có nhiều phần thân dạng người gắn trên lưng, và sau đó chúng bắt đầu đặt bẫy, vùi mình trong bùn và chờ đợi những người lính lao tới. Dave Hacken được tuyên bố là mất tích trong trận chiến Somme, và có lẽ anh ta đã bị bắt bởi chính cá thể SCP-456 mà anh ta quan sát thấy ban đầu. Một tường thuật khác về lần chạm trán với SCP-456 xảy ra sau trận động đất năm 2011 và thảm họa hạt nhân sau đó ở Fukushima, Nhật Bản, với hơn 2.500 người mất tích. Một số thực thể SCP-456 đã được báo cáo ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, và các đội trinh sát của tổ chức SCP đã được cử đến để điều tra. Hai trong số đó đã nhanh chóng bị xóa sổ trong các cuộc chạm trán với 3456. Sau khi dò xét thành phố đã sơ tán và không tìm thấy bất cứ thứ gì, một đội đã phát hiện ra cá thể SCP-3456 đang đứng bất động. Khi họ nhìn vào kỵ sĩ Ocadian, phần thân người đang buông lỏng khỏi cơ thể giống ngựa đang bất động bỗng đứng thẳng và bắt đầu vung tay gây hư hại và phá hủy tòa nhà và các cây cầu xung quanh nó. Sau đó, nó quay về phía đội trinh sát và phát ra một tiếng thét chói tai từ cái lỗ nằm ở vị trí vốn dành cho mũi trước khi bắt đầu truy đuổi. Nhóm trinh sát ngay lập tức bắt đầu các thủ tục sơ tán, thậm chí ra lệnh tấn công bằng máy bay không người lái nhằm làm chậm quá trình truy đuổi của thực thể dị thường. Nhóm nghiên cứu trú ẩn trong một tòa nhà cao tầng bỏ hoang. Cơ hội trốn thoát duy nhất của họ là vượt qua vùng nước ngọt gần nhất, nghĩa là băng qua một cây cầu bắc qua sông Arakawa cách đó 1 km. Nhóm nghiên cứu cách cây cầu 50 thước và không có dấu hiệu nào khác của SCP-456. Thình lình, một cơ thể xuất hiện ngay trên một con phố cạnh họ. Hỏa lực được sử dụng để chống lại sinh vật và hai khẩu súng bóng lựu đã được bắn vào nó, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Một lưu đạn cây choáng nổ ngay mặt sinh vật dị thường đã giúp kéo dài thời gian để một số người trong đội vượt qua cầu và trốn thoát. Nhưng hai thành viên của đội đã bị SCP-3456 bắt và mang đi, với hình ảnh cuối cùng được ghi lại bởi một trong những chiếc máy quay gắn trên mũ là cảnh kỵ sĩ Ocadian đang mỉm cười ngay trước khi nó biến mất. SCP-3456 hiện vẫn chưa được quản thúc, và do tính chất cực kỳ nguy hiểm và chưa có quy trình quản thúc nào hiệu quả nên nó đã được xếp vào lớp Keter. Bất kỳ nhân viên nào quan sát thấy thực thể đều phải được điều trị bằng thuốc giảm trí nhớ cấp G, và cơ sở điều trị của họ phải nằm cách vùng nước ngọt tối đa 1 km. Tổ chức có một dự án đang thực hiện nhằm biến ghi chép lịch sử nào liên quan đến SCP-3456 thành những lời đồn đại sang chấn tâm lý hậu chiến tranh, loạn thần hoặc kích động thần kinh, và bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại nhân mạng hoặc tài sản liên quan đến sinh vật dị thường đều phải được thay thế bằng các giải thích quy kết nguyên nhân và các thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo. Các khu vực mà SCP-3456 có nhiều khả năng xuất hiện sẽ được giám sát chặt chẽ với nhân viên sẵn sàng hỗ trợ cho các nỗ lực sơ tán. Nhưng trên hết, phải tránh quan sát trực tiếp SCP-3456, vì một khi điều đó xảy ra, ngay cả tổ chức SCP cũng hầu như không thể làm điều gì để bảo vệ bạn. Hãy xem những video khác từ các hồ sơ của Thiên sĩ Bob và nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để tìm hiểu sâu hơn và rõ hơn về các lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.